Tập 14. Thuốc lá đây, thuốc lá đây. Thiếu gia, cậu về rồi. Tam Lan, Tam Lan, sớm như vậy mà đã đến nhà hát rồi. Bây giờ vẫn chưa mở cửa, bên trong khá yên tĩnh mà, nên không ai làm phiền chúng ta nói chuyện được. Đèn lồng đây, thuốc lá đây, đèn lồng đây. Mình ảo tưởng cái gì chứ? Người ta giàu có và có địa vị, tất nhiên chỉ quan tâm đến một minh tinh xinh đẹp và nổi tiếng thôi. Mình nghèo như vậy thì sao anh ấy phải nhớ đến chứ? Uống rượu ít thôi, coi chừng ảnh hưởng đến giọng hát đó. Em có giọng hát trời phú mà. Với lại em đâu chỉ nổi tiếng nhờ ca hát đâu, mà điều khán giả thích là xem em trình diễn. Ba của anh nói muốn đưa tiết mục trình diễn của em lên đài phát thanh đó. Trước tiên sẽ dùng 1 triệu tiền tài trợ thiết kế một vũ đoàn riêng cho em, còn giúp bài hát mới nữa. Nhưng trước hết ông ấy muốn tổ chức một cuộc thi ca hát, và em sẽ tham gia, rồi sẽ cho em đứng đầu, để em được phủ sóng toàn quốc. Em là đạo chính của Kim Quốc, Kim lão gia không nâng đỡ em thì nâng đỡ ai? Nói rất đúng đó. Nhưng mà phải có qua có lại, em phải ký hợp đồng với bên anh trước. Lúc đó chúng ta là một nhà rồi. Bà của anh chắc chắn sẽ dốc toàn lực nâng đỡ cho em. Tam Lan à, nếu có thể về cùng một nhà với anh, vậy thì còn gì bằng. Được rồi, nhớ uống ít rượu thôi đó, nhớ giữ giọng cho đẹp, chúng ta vẫn còn phải chiến đấu nữa. Được rồi, bắt đầu thôi, vào hậu trường chuẩn bị đi. Vậy anh ở đây xem em biểu diễn nha. Lát nữa em diễn xong mình đi ăn tối ha. Đi đi. Cậu chủ, có một cô gái trả lại quần áo cho cậu. Để vào xe cho tôi. Dạ. Cậu chủ, đây là ghi chép tháng này, cậu xem qua đi. Ngồi đi. Hào Chí, tôi đặc biệt mời cậu đến đây là muốn vui vẻ trò chuyện với cậu. Cậu làm ở xưởng này được 6 năm rồi phải không? Là 7 năm 8 tháng. Tôi bắt đầu làm ở đây sau khi tốt nghiệp trung học à. Có thể gắn bó lâu dài mà cậu không hề thay đổi, rất bền chí, tốt lắm. Ông chủ, ông đã nói nghề chuyển không thành tài, làm một chỗ lâu dài mới được kết quả. Tôi nhớ chứ, cậu đã từ công nhân cấp thấp nhất làm lên đến chức giám đốc, rất nỗ lực. Tôi chỉ làm phần việc của mình thôi. Ba, Thái Mai, Hạo Chí. Ba, sao lại kêu con nấu ăn vậy? Có khách đến hay sao vậy ba? Con không muốn để Hạo Chí nếm thử tay nghề của con hay sao? Anh ta... không phải,
Con chỉ không nghĩ ra khách ba mời lại là anh ta. Ba cũng muốn trò chuyện với Hạo Chí. Sao rồi, con nấu xong chưa? Dạ xong rồi ba. Được, Hạo Chí, vừa ăn vừa trò chuyện đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh đừng hòng nói với ba. Thái Mai, con xuống đây ạ. Đồ ăn ở Mãn Duyệt Lâu không tệ. Em đói quá rồi. Em ăn ít thôi, để ý đến dốc dáng của mình đó. Anh cứ làm mất hứng thôi. Em không biết đâu, em muốn ăn à. Đi thôi. Cái này là cái gì? Á Bình. Sao vậy? Tam Lan. Ân Tâm à, anh chợt nhớ mình có chút chuyện phải đi ngay. Có chuyện gì vậy anh? Cậu Nghĩa, đưa cô Ân Tâm đi ăn đi, rồi đưa cô ấy về nhà. Nhớ đó. Dạ cậu chủ. Có gì mà quan trọng dữ vậy? Không định ăn tối với em luôn hay sao? Anh có chuyện phải làm ngay bây giờ mới được. Thôi lần sau đi. Lần sau anh đi cùng với em. Được rồi, đi đi. Anh đừng thất hứa với em đó. Cô Á Bình vừa hát hay lại vừa xinh đẹp, rất được khách yêu thích. Nhưng mà bản thân cô ấy không ngờ tới hôm nay lại có chuyện xảy ra. Có một người khác đến gây rối, là con gái của nhà máy giày Thắng Quốc. Còn người đàn ông đó thì sao? Người đàn ông tôi không có hỏi tên, nghe nói đó là anh trai của Á Bình. Chị Á Kỳ. Chị Á Kỳ. Anh hai. Sĩ Kiệt là họ. Đúng rồi, là bọn họ. Là họ. Là họ. Là họ mà. Tốt quá rồi. Anh hai, em tìm thấy rồi. Em tìm thấy mọi người rồi. Mời vào, mời vào. Chúc mừng, phát tài phát lộc. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Sĩ Văn, thời chụp hình tới rồi, mau đi đón bà nội đến chụp ảnh đi con. Dạ được. Sẵn sàng nào. 1, 2, 3. Bà ơi, con chính là vua khỉ Tề Thiên Đại Thánh. Con muốn lên thiên đình trộm đào của Tây Dương Mẫu cho bà, để bà sống lâu trăm tuổi luôn. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Sĩ Văn, đừng đánh nữa mà. Bỏ kiếm xuống nhanh lên. Sĩ Văn, tháng trước anh chơi kéo sẽ bị đứt cân chân, phải nằm gần một tháng.
Bây giờ vết thương lành lại rồi thì em lại quên hết trơn à. Tôi thấy ba của tôi coi anh như con rể con mấy vậy. Đừng để chuyện giả thành thật đó. Không ngờ ông chủ có con mắt sắc bén như vậy. Người ta nói gì làm gì đều không thoát khỏi tầm mắt con mấy mà. Ông ấy nghĩ mình thông minh, mới kêu chúng ta ra ngoài đi dạo. Quên đi cũng tốt. Tối nay Sĩ Kỳ có trực hay không? Tất nhiên là có. Anh ấy nghiêm túc lắm. Tôi nói rồi còn gì. Cô Thái Mai, giám đốc Ngô, tối rồi sao lại đến đây vậy? Tất nhiên là cô chủ quan tâm anh, muốn đến gặp anh rồi. Ai nói tôi đến gặp anh ấy? Tôi đến để kiểm hàng thôi. Không thiếu một hộp nào hết. Hàng nhập vào chiều nay là lô da cao cấp cũng đã được đưa vào kho rồi. Cô muốn xem qua hay không? Anh nghĩ tôi đến kiểm hàng thiệt hả? Anh đúng là đồ ngốc. Hay là anh chỉ giả vờ ngu ngốc với tôi thôi vậy? Được rồi, anh yên tâm đi. Sau này khi tôi đến gặp anh, tôi sẽ nhờ Hạo Chí đi cùng với tôi. Vậy thì ba của tôi sẽ không làm khó cho anh nữa. Sao rồi, có quen ăn bữa sáng hay không? Sĩ Kiệt, cô đừng có làm vậy nữa. Tôi xin cô đừng làm vậy nữa. Tôi không thể nhận. Tôi đã hứa với ông chủ Lâm, tôi không thể qua lại riêng tư với cô. Dù một cây thước, một giọt nước, một mảnh giấy, tôi cũng không thể nhận được. Xin cô đối xử với tôi như một người bạn bình thường. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà không thể nhận riêng được hả? Anh nói với tôi, anh ấy vui vẻ nhận mà, còn khen ngợi tay nghề của tôi nữa. Quá ra tất cả đều là gạt tôi. Tôi xin lỗi, tôi sợ làm cho cô khó xử. Tôi sợ là cô sẽ không vui. Thực ra những gì Sĩ Kiệt đã nói cũng giống như những lời vừa nãy. Đáng lẽ tôi không nên gạt cô. Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà. Tại sao lại không chịu nhận lòng tốt của tôi? Là bạn thôi mà cũng khó đến như vậy hay sao? Tôi... hay là... bản thân anh rất ghét tôi, cảm thấy tôi làm phiền anh, làm anh cảm thấy khó chịu. Không phải như vậy đâu. Tôi chắc chắn không có ý đó. Vậy tại sao lại tránh mặt tôi? Anh để ý lời của ba tôi làm gì? Tôi thích người nào là quyền của tôi. Ông ấy không có quyền can thiệp vào. Cô đừng bao giờ nói những lời như vậy. Tôi thực sự không có gì để cô thích hết. Cô Thái Mai, cô có thể tìm người tốt hơn tôi mà. Nói dối. Tất cả những gì anh nói chỉ là một cái cớ thôi.
Thật ra bản thân anh chỉ vì công việc nên hy sinh tình cảm của mình có đúng hay không? Không đúng. Ngay cả nếu như hôm nay tôi mất công việc này, tôi cũng sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. Tôi tuyệt đối không. Được. Lưu Sĩ Kiệt, anh nói rất rõ ràng. Tôi hiểu rồi. Quá ra tất cả mọi thứ chỉ là do bản thân của tôi quá ảo tưởng mà thôi. Là tôi không biết xấu hổ, được chưa? Thái Mai, anh, sao anh có thể làm tổn thương Thái Mai như vậy? Tôi, để tôi đi khuyên cô ấy. Thái Mai, tôi không xứng đáng với cô. Tôi xin lỗi. Á Bình, anh hai, sao em dậy sớm vậy? Em không ngủ được nên trằn trọc. Em muốn ra ngoài hít thở chút mà. Có chuyện gì vậy? Có tâm sự hả? Anh hai, trước đây gia đình của mình có bao nhiêu tiền vậy anh? Anh cũng không thể kể hết. Anh chỉ nhớ khi còn nhỏ, muốn ăn cái gì thì ăn. Hơn nữa, rất nhiều người hầu, đến nỗi mà tên của họ anh cũng không thể nhớ nổi. Nhưng mà anh vẫn còn nhớ Tiếm Triệu là người đã có ơn tái tạo chúng ta. Còn có A Nhụy rất thương ta. Còn Tạp Dụ đầy tớ, người đông đến mức không thể nào đếm hết được. Thật vậy sao anh? Đúng đó. Nhớ đúng vào ngày Tết Trung Thu, những con cua người hầu bắt đều rất là to, mùi thịt mỡ nữa. Nghe nói giá của những thứ đó có thể cho người bình thường làm được một mâm tiệc lận, nhưng chúng ta đều ăn đến ngán rồi. Sĩ Văn là người kén ăn nhất. Nó chỉ thích ăn mỡ, ăn lòng đỏ trứng. Anh hai, đừng nói mấy lời này nữa. Anh hãy kể mình mặc gì, dùng gì đi anh. Đây là những thứ mà bà làm cho chúng ta. Mặc dây chuyền ngọc đó thấy đáng giá rồi chứ. Cái này là do bà tiện tay làm cho chúng ta đó. Thời điểm đó cái này không là gì cả. Lúc đó anh đâu có biết. Nhưng ngọc này là ngọc tốt nhất, cũng được làm thủ công bởi những bậc thầy giỏi nhất. Sau khi tới Đài Loan, anh chưa thấy ai làm được như vậy. Vậy thật ra em cũng từng là một tiểu thư giàu có. Mỗi ngày em đều được ăn mặc đẹp đúng không anh? Em đó là người xinh đẹp nhất, một ngày thay 3 bộ quần áo. May mà nhà mình có cửa hàng lụa giải tốt cỡ nào cũng có. Nếu không, dù giàu đến đâu thì cũng phá sản vì em thôi. Nhưng mà bây giờ em chỉ là một con vịt xấu xí, không đủ tiền mua quần áo mới. Sẽ không có người nào muốn nhìn em nữa. Nói bậy. Em thật sự rất xinh đẹp mà. Đây gọi là trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Hơn nữa em lại là sinh viên đại học, làm sao có thể so sánh với cô bé ngốc nghếch hồi đó được.
Vài ngày nữa em bắt đầu đi học rồi. Anh cũng phải chuẩn bị chi phí vụ kiện của lão Mạc. Chúng ta đừng nghĩ về quá khứ nữa. Đối mặt với tương lai đi. Không phải anh không muốn nhớ về quá khứ, cũng không phải anh không muốn sống cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà vì số mệnh của chúng ta đã như vậy, vậy thì hãy đối mặt với nó. Có lẽ cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió, dư dả hơn. Anh muốn anh đem chúng ta Á Kỳ, Sĩ Văn, Sĩ Qua cũng nên như thế này. Các em ấy đều đang chăm lo cho bản thân, chuẩn bị cho cuộc hội ngộ sau này của chúng ta. Cậu chủ, hôm nay thật sự mệt mỏi, hơn nữa ai cũng đều mới. Có ba đầu sáu tay cũng không hết việc nữa. Có công ty nào mới mở ở gần đây không thím? Thím không thấy mấy người đó không giống những người làm việc hợp pháp. Thím nhìn người không thể nào sai đâu, chỉ có đúng thôi. Anh ơi, có người để quên đồ nè. Lại đây, lại đây. Lên nào, khiêng lên. Sao lại quên một chiếc túi lớn như vậy chứ? Thím thực sự khâm phục luôn đó. Cái này là cái gì vậy? Đừng có đụng vô, những thứ không phải của mình. Nhưng mà chúng ta phải xem thử. Lỡ như mà có người quay lại hỏi thì sao? Chúng ta phải hỏi người đó bên trong có gì thì mới trả lại được chứ. Trời đất ơi, cái này nhiều tiền quá, nhiều thật đó, nhiều thật. Chóng mặt quá. Nhanh, đếm đi, bao nhiêu vậy? Không, đừng đếm mà. Người mất nhiều tiền như vậy chắc là đang lo dữ lắm đó. Chúng ta phải tìm cách trả lại cho họ thôi. Vậy đến đồn cảnh sát trình báo đi. Vấn đề là trên tiền không có ghi tên. Lỡ như thiếu mất một xấp thì người ta sẽ đổ lỗi cho chúng ta mất thôi. Nhưng mà rất là nhiều tiền đó. Tôi tay chân của tôi bủn rủn hết trơn rồi. Tôi nghĩ hay là như vậy đi. Tiền này chúng ta cứ giấu đi, rồi viết một tấm bảng, trên đó viết có người để quên thứ gì đó quan trọng ở đây, đến để nhận, càng sớm càng tốt. Mình treo nó lên cho đến khi người ta đến nhận nó thì thôi. Giấu nhiều tiền như vậy trong nhà của chúng ta không hay lắm đâu anh. Bây giờ không còn cách nào khác, cứ cẩn thận, đợi một hai ngày nữa. Nhân lúc không có ai ở quanh đây, nhanh, mau giấu nó đi, nhanh đi, nhanh. Á Bình, em viết chữ đẹp nhất, hay là em viết thông báo đi? Dạ được.
Các người có làm mất thứ gì không? Chúng tôi làm mất cái gì chứ? Giám đốc Ngô, đây, đây, mời anh ngồi. Xin mời. Không ở công ty nên đừng gọi giám đốc nữa. Sĩ Kiệt, đây là bạn tôi Trần Triều Tông. Hân hạnh, hân hạnh. Chào anh. Nghe nói tiệm của anh làm ăn cũng tốt nên dẫn bạn tới ăn thử. Anh giới thiệu chúng tôi vài món đi. Ở quán của tôi mì bò là nổi tiếng nhất. Thử một lần nha. Được. Đồ ăn tới rồi đây. Các anh thử xem. Nhiều thịt bò vậy. Anh dùng nhiều nguyên liệu như vậy thì lời kiểu gì? Tất nhiên không phải tô nào cũng có nhiều thịt như vậy. Sĩ Kiệt chắc đã bỏ thêm để chiêu đãi chúng ta đó. Sĩ Kiệt, anh thật có lòng quá. Thực ra tôi có cho thêm vài miếng thịt. Tôi chỉ muốn là khách của tôi ăn ngon hơn thôi. Tôi cũng kiếm được tiền thật mà. Ngon quá. Đây là món mì bò ngon nhất mà tôi từng ăn. Cảm ơn, anh quá khen rồi. Hay là hai người từ từ ăn, tôi sẽ làm thêm hai món phụ nữa. Ăn đi. Đây, lên rồi đây. Sĩ Kiệt, đừng làm nữa, ngồi xuống ăn cùng luôn đi. Sĩ Kiệt, Trần Triều Tông là bạn tốt của tôi. Anh ấy từng giúp đỡ tôi. Anh ấy làm việc trong công ty thương mại, rất rành Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines, Hồng Kông. Anh ta đều biết hết. Cứ nói với anh ấy là anh muốn gì, anh ấy sẽ có cách giúp cho anh. Vậy sao? Anh Trần à, anh giao thiệp với người trên khắp thế giới là doanh nhân hay sao? Tất nhiên, chúng tôi làm nghề này, người đến người đi rất nhiều. Vậy tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm một người được không? Người đó họ Tôn, tên là Tôn Nghĩa, làm ăn buôn bán ở Nam Dương. Năm nay 70 tuổi. Ông có người con trai khoảng 20, sinh năm Thìn. Tên Tôn Nghĩa hả? 70-80 tuổi, con trai duy nhất 20 tuổi. Được, vậy tôi tìm hiểu giúp anh. Vậy cảm ơn anh nhiều. Mì ở đây thật sự rất ngon. Tôi ăn hai phần no chết đi được. Thật ngại quá, bắt anh phải chiêu đãi. Cảm ơn anh. Làm gì có, mở tiệm sao lại sợ khách đến chứ. Sau này thường xuyên đến nha. Đi thôi, đi, đi, cảm ơn. Thật không biết xấu hổ mà. Ăn xong ít nhất cũng phải thể hiện chứ. Người ta móc tiền ra, cậu không lấy thì thôi. Ăn no căng bụng mà còn miễn phí nữa chứ. Thiêm Dương, bạn bè tới tất nhiên phải mời rồi. Chẳng lẽ lại lấy tiền người ta? Hôm nay đãi một bữa, ngày mai đãi một bữa. Chỉ vài ngày thôi thì tiệm của cậu sụp luôn rồi đó. Sĩ Kiệt, cậu nhìn hai người trẻ tuổi này đi. Ánh mắt của hai người bọn họ cứ đảo qua đảo lại, có vẻ không phải là người tốt đâu. Tốt nhất là cậu nên cẩn thận, tránh xa họ ra. Không có đâu thím, ở xưởng làm giám đốc Ngô rất tốt với tôi. Thật vậy sao? Sao tôi thấy hai người bọn họ nhìn có vẻ xấu tính, không phải là người sẽ đối xử tốt với cấp dưới của mình. Thím suy nghĩ nhiều quá rồi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dung. Tôi thì lại tin là tâm sinh tướng đó. Anh hai, em viết xong rồi đây. Không biết khi nào chủ nhân mới đến nhận đây. Tôi rất muốn biết, người có số tiền lớn như vậy có thể là ai đây? Tốt nhất là một người đàn ông. Ông ta chưa thực sự muốn lập gia đình, muốn lấy số tiền này để mà cưới vợ. Vậy nếu như người này lấy tiền để làm sính lễ, rước Thiếm Dương của chúng ta về, thì quán mì này thiếu đi một mỹ nhân rồi. Tất nhiên rồi. Xong việc rồi. Đi thôi, đi. Sĩ Kiệt, anh Trần, anh tìm được tung tích của ông Tôn chưa? Tôi thực sự vẫn chưa tìm hiểu nữa. Chuyện là như thế này, tôi tìm anh là vì Hạo Chí đi làm lúc 8 giờ. Tôi có việc không thể chờ được,
Cho nên phiền anh giúp tôi đưa thứ này cho cậu ấy nha. Không thành vấn đề. À đúng rồi, anh phải giấu kín những thứ này, đừng để ai nhìn thấy đó. Tại sao vậy? Lại đây. Đây là một số miếng dán và thuốc mỡ chữa các bệnh về da, mang về từ Hồng Kông, rất hiệu quả. Nhà của Hảo Chí đều gặp phải vấn đề này. Cậu ấy sợ mọi người sẽ cười nhạo nên yêu cầu tôi bí mật gửi qua. Không thành vấn đề, tôi sẽ bí mật mang đến cho anh ấy. Phiền anh rồi. Vậy cảm ơn anh nha. Vậy thôi tôi đi trước. Ông chủ, chào ông. Cậu mới đến đây thôi mà đã quen với mọi ngóc ngách ở trong xưởng rồi. Là điều nên làm mà, như vậy mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Trước đây tôi nghe nói cậu đang cần tiền gấp, nhưng sau khi đi làm tôi lại không thấy cậu yêu cầu tạm ứng lương. Cậu giải quyết được rồi hay sao? Tôi mới đến công ty làm, sao có thể ứng lương được? Cái này làm theo quy định của công ty là được rồi ạ. Tốt. Thái Mai, sao mà hai ngày nay mặt của con lại khó coi như vậy chứ? Cãi nhau với Hạo Chí hay sao? Giờ đâu có. À đúng rồi, công việc thường ngày của Lưu Sĩ Kiệt vẫn bình thường phải không? Chắc là vậy, con cũng không biết nữa. Vào đi. Ông chủ, ông tìm tôi có việc gì không ạ? Tôi chỉ muốn hỏi cậu. Lưu Sĩ Kiệt đã làm được một thời gian rồi, cậu đánh giá công việc của cậu ấy như thế nào? Anh ấy rất nghiêm túc, luôn chủ động làm thêm giờ, lại đến sớm nữa. Không ai nghiêm túc như anh ấy hết. Không phải cậu ta cần tiền hay sao? Tại sao lại không tạm ứng lương chứ? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Có lẽ anh ta có cách khác để kiếm tiền. Nhưng mà em gái của anh ấy đang bắt đầu đi học, lại còn giúp bạn mình kiện cáo, mọi thứ đều rất cần tiền. Tôi cũng lo thay cho anh ấy đây. Lưu Sĩ Kiệt là sau khi Trần Triều Tông từ chức thì mới đến công ty phải không? Cậu ta có biết Trần Triều Tông không? Tôi nhớ là một thời gian sau khi giám đốc Trần từ chức thì Lưu Sĩ Kiệt mới tới ạ. Nhưng mà tôi không biết họ có quen nhau hay không. Ông có cần hỏi Lưu Sĩ Kiệt hay không? Không, không cần đâu. Không cần phải hỏi cậu ấy đâu. Ba, ba hỏi chuyện này làm gì vậy? Ba chỉ tình cờ hỏi thôi. À đúng rồi Hạo Chí, cậu sống một mình đúng hay không? Dạ phải. Sinh hoạt ăn uống một mình không tiện cho lắm. Thỉnh thoảng cậu có thể đến nhà của tôi ăn cơm, không cần khách sáo. Tối nay cậu tới đi. Cảm ơn ông chủ. Vậy tôi đi làm trước. Thái Mai, ba, sao lại mời anh ta đến nhà ăn tối vậy? Lại muốn con nấu nữa hay sao? Nếu như con không học nấu ăn thì sau này sao kết hôn được? Con không còn trẻ nữa, đến lúc quyết định rồi đó. Thiệt là. À đúng rồi ba, chiều nay có một lô da cao cấp nhập vào xưởng, ba nhớ phải đi kiểm tra đó.
Hai ngày nay có khá nhiều người nói là họ đã mất đồ, nhưng mà tất cả đều là giả. Mấy ngày nay thật sự không yên bình chút nào hết. Ông ấy hình như là ngồi ở đây. Là chỗ này. Chào hai anh. Các anh ăn gì? Chúng tôi đến đây tìm đồ. Phải đó, các anh tìm cái gì vậy? Là một chiếc túi màu đen lớn. Phải đó. Vậy bên trong túi có những gì chứ? Thật không tiện để nói. Dù sao cũng là thứ có giá trị. Thôi cứ nói ra đi. Cửa hàng của chúng tôi, mọi người thường xuyên đánh rơi đồ đạc mà. Lúc thì dù, lúc thì khăn tay, chìa khóa, đồ tài liệu. Nếu các anh không nói thì sao chúng tôi biết các anh tìm gì? Nói nhanh đi. Vậy để tôi nói thiệt, trong túi này đựng tiền. Phải đó, hai anh em chúng tôi cực khổ kiếm tiền để chuẩn bị xây một căn nhà mới, mà giờ đã mất rồi. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Mấy ngày nay chúng tôi không dám chợp mắt. Nhanh lên, lấy lại tiền của các người đi. Cảm ơn anh. Số tiền này đúng rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Không có gì. Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Đây là quà cảm ơn dành cho anh. Không, chúng tôi không thể nhận. Chúng tôi nghĩ rằng số tiền đã biến mất, bây giờ đã tìm thấy rồi. Anh nên nhận món quà cảm ơn này. Đúng đó, nên mà. Không, không có được. Chúng tôi chỉ muốn giúp người, chỉ là giữ vài ngày, không có lý do gì nhận hết. Anh hãy lấy lại đi. Anh nhất định phải nhận. Các người là người tốt. Cảm ơn. Tạm biệt nha. Nè, đừng vậy mà. Quay lại đi mà. Cái này đều là người nổi tiếng trong làng giải trí. Đến dịp trung thu, gửi cho họ một số loại đồ tốt, rồi tìm cơ hội mời họ đến Kim Quốc nói chuyện, làm quen với Ân Tâm, tiếp cận cho cuộc thi tuyển chọn để mà xây dựng quan hệ. Dạ. Sao phải phiền phức như vậy chứ? Chẳng phải tất cả đều đồng ý cho em hạng nhất rồi sao? Thực lực là điều quan trọng nhất. Ba của anh không muốn giữ một bình hoa phụ dung đâu. Ông ấy muốn nâng ai lên thì nâng, chỉ cần đủ cho ông ấy kiếm được nhiều tiền thôi. Cậu chủ, mọi chuyện đã xong rồi, đây là những gì còn lại. Mang nó đến sòng bạc trước đi. Dạ, đi thôi. Anh để cậu Khiêm cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Anh cho họ làm ông già Noel. Ông già Noel. Nhưng mà Giáng sinh vẫn còn vài tháng nữa mới đến mà. Tam Lan, anh định ăn lễ sớm đến vậy sao? Nếu như vậy thì anh đừng quên quà của em đó. Nói đi, em muốn gì chứ? Em vẫn chưa nghĩ ra. Em sẽ nói cho anh biết khi em nghĩ ra. Được. Sao lại có người tìm được tiền rồi chạy chứ? Làm vậy là sao? Tiền này không có vấn đề gì chứ? Hay là lừa đảo gì rồi? Không nghi ngờ gì nữa. Đây chắc là thần tài đến gõ cửa rồi. Thưởng cho cậu vì có vàng mà không tham. Đây là tiền trả cho lòng tốt của cậu đó. Cậu hãy cứ cầm đi. Đúng lúc cửa tiệm này thật sự cũng cần mua thêm một số thứ, mua thêm một số bàn ghế. Vậy là giải quyết được gánh nặng rồi. Đúng. Anh, cứ như chúng ta trúng vé số vậy. Vậy mình nghĩ thử xem nên tiêu tiền như thế nào thì sẽ tốt đây. Đây đều là những đồng tiền may mắn, không thể dùng được đâu. Không thể dùng. Vậy thì chôn hay sao? Có thể cho trại trẻ mồ côi hoặc nhà nhân nghĩa. Tóm lại có rất nhiều nơi cần tiền.
Vậy thì chúng ta lấy ra một chút thôi. Đúng đó, chỉ một chút thôi. Chúng ta có thể nới rộng cửa tiệm, vậy thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hai người đừng nghĩ đến số tiền này nữa. Tôi sẽ mang nó đi làm. Ngày mai khi tan làm, tôi sẽ đến ngân hàng để hỏi xem nơi nào đang cần quyên góp. Được rồi, vậy đi. Ai đó? Đừng chạy. Cứu quả phải không? Sử Nhị Thắng Quốc đang cháy lớn. Đúng, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Sao có thể cháy chứ? Báo cáo ông chủ, chuyện là như vậy. 4 giờ sáng tôi thức dậy để kiểm tra nhà kho, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Tôi đuổi theo người đó ra ngoài. Đột nhiên bóng người đó biến mất. Khi tôi quay lại nhà kho để kiểm tra tổn thất, thì kho hàng đã bốc cháy. Tôi lập tức gọi cứu hỏa và dập lửa ngay. May mà ngọn lửa không lớn, đội cứu hỏa đã kịp dập tắt. Có ai bị thương không? Có thiệt hại gì trong kho hay không? Không. Lúc đó chỉ có mình tôi, không có ai bị thương hết. Tôi không cho ai vào nhà kho cả. Chờ ông chủ đến kiểm hàng. Chúng ta vào thôi, xem có mất mát gì hay không. Đi. Kiểm tra cho kỹ đó. Ông chủ, lô da ông mới mua hôm qua đã bị mất rồi. Cái gì? Mất rồi. Đúng vậy, cái gì cũng đủ, chỉ có lô da là bị thiếu.